bạn sẽ thực hiện cái bài lab 1 và khi bạn mở cái lab lên bạn chọn yêu cầu thay đổi màn hình máy tính rồi nếu như bạn có khả năng thuyết trình tại vì cái bài này nó sẽ liên quan đến cái phần người sai mình hai sai mình hai là mình sẽ xử lý một cái đoạn âm thanh hoàn chỉnh kể cả xử lý âm thanh xử lý hiệu ứng xử lý uh, zoom in zoom out thì các bạn sẽ phải thu âm. Ví dụ. À, chào thầy và các bạn. Hôm nay chúng ta làm bài thực hành lắp 1 tìm hiểu về Windows 10. Chúng ta làm bài 1 thay đổi hình nền trên máy tính. Các bạn vào đây, click chuột phải lên màn hình desktop các bạn chọn personalize. Và ở trong này chúng ta thấy là ở cái phần background nó có Show. Như vậy Show này là gì? Là các bạn sẽ sử dụng nguyên cả một folder. Trong cái folder của các bạn chứa rất là nhiều hình ảnh và cứ sau mỗi giờ thì hình ảnh nó sẽ tự động nó thay đổi. Đó, cái folder của mình nó sẽ nằm ở đây. Các bạn có thể xem mà thấy là hình ảnh. Đó, tức là mình đã tải cái à, dữ liệu ảnh về đây, rất là nhiều ảnh đẹp, mình lưu ở trong thư mục picture background. Như vậy lúc này các bạn sẽ để cho máy nó tự động nó thay đổi cái hình nền trong khoảng thời gian 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ gì đó tùy các bạn set ở đây. Còn nếu như bạn muốn thay đổi một hình duy nhất thì các bạn chọn picture và các bạn tìm đến cái hình mà mình mong muốn đổi cho cái background thì cái hình nền của chúng ta nó đã được được đổi. Hoặc là bạn chọn một cái hình khác, bạn chọn browse để bạn tìm đến cái thư mục mà bạn có hình ảnh thì bạn set. Như vậy khi này chúng ta chỉ có một hình thôi. Và hình này nó sẽ được set suốt quá trình sử dụng máy tính của chúng ta. Mình thì mình thường hay dùng cái Slayso, chọn background, cứ sau một giờ nó thay đổi một lần. Rồi, chúng ta đã xong câu 1. Và tiếp tục câu 2. Yêu cầu tạo thư mục học tập theo cấu trúc mô tả bên dưới. Ở đây, người ta tạo là thư mục là FPT Polytechnic trên ổ đĩa bất kỳ như vậy chúng ta có thể copy hoặc chúng ta gõ lại vào ổ đĩa mình tạo trên ổ đĩa D New Folder và bạn dán Ctrl V bạn dán cái chữ đó vào như vậy chúng ta đã có cái folder này rồi tiếp tục trên ổ đĩa này trên thư mục này chúng ta tạo tiếp một thư mục com 1014 tin học cơ sở New Folder các bạn có cái 1014 tin học cơ sở trong thư mục câu 1014 này tạo một cái thư mục là file lab file lab trong thư mục này tạo thư mục là file lab và sau đó download toàn bộ các bài lab trên hệ thống LMS về cái thư mục này và lúc này chúng ta sẽ mở hệ thống và chúng ta download tất cả những cái bài lab từ trên hệ thống bằng cái đường link à, các bạn gõ là lms.poly.edu.vn chọn Hồ Chí Minh chọn login với lại email fpt nhé rồi chúng ta vào kho học liệu chúng ta vào công nghệ thông tin chúng ta vào tin học cơ sở Anhô à, no, bị nhầm môn rồi chúng ta vào môn uh, đây tinh học cơ sở của phone 21 -1014. và ở đây chúng ta sẽ có lab và bài giảng như vậy mình tải lab trước lab 1 bạn chọn lưu lưu mình sẽ ở ổ D thư mục của mình là fpt 1014 file lab lab 1 lắp 2. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ tải hết tất cả những cái bài lắp. Nó sẽ được lưu ở trong này 8 bài lắp. Nếu cần, các bạn sẽ tạo cho thầy giúp cái thư mục là file slide. Rồi, mình lên hệ thống, mình lại quay trở lại đây mình xuống bài giảng download file slide slide 1 slide 2 đấy, và tương tự như vậy thì chúng ta download hết tất cả các slide chúng ta có tổng cộng 8 slide rồi, đến bài 3. Chúng ta yêu cầu tạo một user trên máy tính. Bây giờ giả sử ở chỗ này thầy chưa chỉ, chúng ta có thể giới thiệu là tạo user trên máy tính, nhưng trước đó các bạn phải đi tìm giúp cho thầy. Trong quá trình các bạn làm bài lab thì không đi tìm nhé. Trong quá trình đi làm bài lab thì các bạn làm thực hành thôi chứ không phải vừa tìm vừa làm thì nó không hay. Đúng không nào? Bởi vì mình đã làm uh, hướng dẫn cho người ta để thể hiện rằng mình đã hiểu cái này rồi Và các bạn đi tìm để làm nữa thì nó không hay tí nào. Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ làm với câu 3 tạo user cho một cái máy tính thì chúng ta có rất nhiều cách để tạo user là control panel rồi trong này nếu mà không thấy chữ user gõ chữ u Đây, user cao ha rồi một cái một cái nữa liên quan gì nữa đây user Count. trên minute order quản trị những cái user khác add new user in pc Dạ, yeah. cái giao diện của thầy nó khác cái giao diện ở trên hướng dẫn này tí xíu nhưng mà cơ bản là nó giống nhau Đó, cơ bản nó giống nhau à, Chỗ này nó là user Count. đó Các bạn thấy là Mình sẽ hướng dẫn như thế Rồi, quay trở lại Mình bỏ cái này đi à, Mình tắt cái này đi Tắt cái này đi Mình nói là bây giờ đến cái bài câu 3 Tạo user trên máy tính Chúng ta sẽ bắt đầu Bạn vào cái menu star Bạn gõ Uh, CP để vào Control Panel. Sau đó chúng ta vào User. Rồi chọn Minute Order Account. Chọn Add New vân vân Và các bạn bắt đầu tiếp tục làm cái bài lớp 3. Sau khi lớp 3 xong, lớp 4, lớp 5, lớp 6. Được chưa? Lớp 6. Rồi. Lớp 7. Giảng viên cho thêm bài tập bạn đang dùng Camtasia để quay là cái bài 7 của thầy rồi đó. Rồi, sau khi chúng ta quay xong đến bài 6, nhấn F10